Mình nghĩ là chắc chắn là nghiện rồi. Chắc chắn là nghiện. Biết được là cái mấu chốt là đối với cái bộ môn này, đó là môn khoa học, mình phải áp dụng những điều khoa học đối với cái bộ môn này, thì khi đó bắt đầu là mình sẽ tìm hiểu thêm, mình đi học thêm tại sao mình phải tập với cái số lượt lặp lại bao nhiêu đó, tại sao phải tập bao nhiêu hiệp đó, và phải tại sao phải tập cái bài đó. Mỗi buổi tập của Ly sẽ dao động vào khoảng từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. Cái thời gian nó sẽ không quá lâu, nhưng mà cái cường độ nó sẽ rất là cao, tại vì mình không cần tập một cái buổi tập mất 2 tiếng, mà mình hãy cần những cái số lần lặp lại chất lượng, những cái lần mình đẩy, những cái lần mình kéo, nó phải chất lượng. Mình nghĩ cái việc mà vận động á, nó nên là một phần trong cuộc sống của mình. Tại vì thứ nhất, cái việc mà vận động nó sẽ giúp bạn cải thiện về cái sức khỏe, một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để mà phòng chống bệnh ung thư. Thì đó lý do tại sao mình không đi tập, okay, bảo vệ chính bản thân mình đã. Mình tập luyện để cho mình khỏe, thì tim của mình khỏe thì cơ thể mình nó mới khỏe được. Và thứ hai, cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể mình luôn luôn được phát triển, cái quá trình trao đổi chất được phát triển, thì một phần đó nó sẽ chống được 30% hoặc là 40% việc cơ thể mình bị mắc ung thư. Mình là Lê Nguyễn và mình nghiện tập gym.